Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, đến 13 giờ chiều nay thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới chỉ cách quần đảo Hoàng Sa 380 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày mai 26 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc và 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Đến khoảng ngày 27, ngày 28 tháng 6 thì áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên và di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ở khu vực giữa và phía nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau liên tục có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Do vậy, các tỉnh miền Trung sẽ nhiều mây, mưa rào xảy ra rải rác tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về đêm và sáng, trong khi các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận là khoảng chiều tối và đêm. Các tỉnh còn lại từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa sông sẽ tăng hơn và xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày, thậm chí trong những ngày tới nhiều điểm còn có mưa vừa, mưa to và dông, nên người dân ở khu vực cũng nên hết sức lưu ý. Thưa bà con, chuối là loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng để cây chuối cho năng suất và chất lượng cao thì ngoài khâu giống, kỹ thuật chăm sóc, thì kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại chuối có tính chất quyết định, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi như hiện nay. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới bà con cách phòng trị bệnh cháy lá hại chuối. Theo kết quả nghiên cứu và giám định của cơ quan chuyên môn, bệnh cháy lá là do một loại nấm gây nên. Bạo tử của nấm bệnh tồn tại trong đất trồng và tàn dư cây bị bệnh. Khi các mép lá của chuối bị vết thương cơ giới do mưa rông hay là do côn trùng, thì bạo tử nấm có điều kiện xâm nhập và gây hại, đặc biệt là loài nấm cháy lá phát triển phù hợp trên những mô lá đã già. Đối với các vườn chuối trồng dày khó thoát nước sau mưa, thì bón phân không cân đối và ở những nơi bị gió lớn thường bị bệnh cháy lá gây hại nặng. Bệnh thường hại nặng vào vụ xuân hè do có phải điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao kèm theo mưa rông. Để phòng và điều trị bệnh cháy lá chuối thì bà con nên áp dụng một số biện pháp như sau. Cần làm rãnh thoát nước tốt cho vườn chuối, nhất là vào mùa mưa. Bà con tuyệt đối là không nên chọn giống tại những vườn chuối đã bị nhiễm bệnh để nhân trồng. Cần phát hiện những lá bị nhiễm bệnh và kịp thời cắt tiêu hủy để tránh lây lan. Không nên độc canh cây chuối trên cùng một mảnh đất trong thời gian dài, nên luôn canh chuối với cây trồng khác họ như là lạc, mía, bầu bí, ngô với chu kỳ từ 3 cho đến 4 năm. Khi bón phân cho chuối thì bà con cần lưu ý là những hối trồng chuối cần bón lót phân chuồng kết hợp với vôi bột. Nếu có điều kiện thì nên bổ sung nấm đối kháng cùng với phân chuồng trước khi trồng. Khi chuối chớm bị nhiễm bệnh thì bà con cần dùng một số loại thuốc gốc, đồng thời chỉ định theo nồng độ từ 0,15 cho đến 0,2% để phun trừ. Chú ý là bà con phun đứt đều các lá từ lá già cho đến các lá non. Đối với những vườn chuối bị nhiễm bệnh nặng thì có thể phun lặp lại sau 7 đến 10 ngày. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại khu vực Tây Bắc. Ban ngày thì trời nắng gián đoạn với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hứng nắng yếu, với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung tại phía nam của khu vực, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Vùng cao Tây Nguyên trời nhiều mây, từ trưa chiều có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong cơn dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%.
Tại các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, từ trưa chiều có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 88 đến 93%. Bản tin thời tiết đường vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.